TV256 xin mến chào quý anh chị em mới đến với diễn đàn. Và hôm nay TV256 muốn nói về phần thứ hai của cái tựa đề là Hồ Chí Minh có phải là gián điệp của Trung Quốc hay không? Tiếp theo phần thứ nhất thì TV xin đọc về cái tài liệu của lịch sử kinh tế Việt Nam vào năm 1945 đến năm 2000, gồm có 3 tập, đã ra được 2 tập. Tập 1 là từ năm 1945 đến năm 1954, tập 2 là từ năm 1955 đến năm 1975, do Viện Kinh tế Việt Nam xuất bản tại Hà Nội trong thời cải cách ruộng đất, có tổng cộng là 172.008 người dân bị giết hại, trong đó có 123.266 người được coi như bị hàm oan dựa theo tài liệu của ông Nguyễn Minh Cần. Theo nhiều tài liệu, con số giết hại bởi cải cách ruộng đất lên đến 500.000. Chỉ có một tên gián điệp Tàu mới tàn sát người dân Việt Nam như thế. Việt Nam có trên 4.000 năm dân hiến. Bản chất của người Việt Nam rất là nhân hậu, hiếu hòa, hiếu học, tôn trọng tinh thần theo thứ tự là sĩ nông công thương. Sĩ là người có học, được đứng đầu danh sách. Cớ sao Hồ Chí Minh lại phát động trí phú địa hào, đào tận gốc, trắc tận rễ? Trí cũng là sĩ, lại bị tiêu diệt hàng đầu. Thử hỏi thành phần trí thức bị tiêu diệt như thế thì tương lai của nước Việt Nam sẽ ra sao? Nước Việt Nam sẽ không còn nhân tài, và lúc đó Trung Quốc sẽ dễ dàng tôn tính Việt Nam. TV hôm nay sẽ chứng minh cho quý anh chị thấy đó là Hồ Chí Minh thực sự là một tên gián điệp Tàu Cộng. Trong lúc Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước thì chúng ta biết rằng là nhà văn Tố Hữu là một tên giống như là làm tay sai cho Hồ Chí Minh. Thì Hồ Chí Minh nói đâu thì ổng làm theo đó. Thì chúng ta chẳng lạ gì khi thấy những cái vần thơ của Tố Hữu giống như là thương biết mấy khi con tập nói tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Cái nhà thơ Tố Hữu đặt ra những cái vần thơ mà chúng ta thấy không thể chấp nhận nổi. Thay vì người con thì con đầu lòng thì phải nói tiếng ba ba má má chứ đâu có phải là con đầu lòng mà còn phải gọi Stalin. Một cái chủ nghĩa rồi là Stalin rồi là một cái tên đồ tể giết người bên Nga mà bắt con đầu lòng phải gọi Stalin. Rồi còn có câu là thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương người. Quái đản thiệt, cái đất nước mình trong cái thời buổi như vậy, thời mà Hồ Chí Minh cầm quyền đó, thì có cái bài thơ mà rất là bất dẫn của Tố Hữu: giết giết nữa bàn tay không ngút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu rập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Những bài thơ như thế này làm sao mà có thể xuất hiện ở trong trường học để mà dạy học sinh như vậy.
dạy học sinh, thanh niên, sinh viên là chỉ có biết giết là giết thôi. Giết để mà cho cái đảng đó, rồi là rập bước chung lòng. Rồi thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Cái chỗ mà thờ Mao Chủ tịch đó thì TV thấy rõ rằng là nó có liên hệ đến cái tên Mao Trạch Đông lúc đó. Cái tên Mao Trạch Đông này đó thì lẽ dĩ nhiên là cái thân phận gián điệp thì phải tôn sùng Bắc dân tộc Việt Nam mình đó, tôn sùng cái tên Mao Trạch Đông. Quý anh chị thấy đó là làm sao mà dân tộc Việt Nam mình lại không có tôn sùng những cái danh nhân lịch sử của đất nước mình, của Quang Trung Lê Lợi hay là Lê Lai hay là Hai Bà Trưng Lý Thường Kiệt. Chúng ta rất có nhiều là anh hùng dân tộc trong cái lịch sử của nước ta, tại sao lại phải đi tôn sùng Mao Chủ tịch như vậy? Thì chúng ta thấy rõ rằng là cái con đường của Hồ Chí Minh là muốn dẫn dắt cái dân tộc này để mà tôn sùng cái tên Tàu ngoại bang đó là tôn sùng một tên Tàu ngoại bang Mao Trạch Đông, không thể tưởng tượng được. Thì cái đó Hồ Chí Minh là ai? Nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam, không bao giờ người Việt Nam mà đi làm những cái chuyện mà tồi bại như vậy, mà không phải là đưa vào sách vở luôn, đưa vào sách vở cho tất cả những thanh niên sinh viên đồ để mà học những cái vần thơ của Tố Hữu như thế, gọi là gần như là bỏ qua tất cả những cái cha ông, mà lịch sử cha ông của chúng ta. Nói mà quý anh chị em thấy hiện tại chúng ta dùng cái đồng tiền Hồ Chí Minh cũng vậy, bao nhiêu lần đổi tiền rồi, bao nhiêu lần đổi tiền cứ vẫn phải dùng cái tiền Hồ Chí Minh, cái tiền mà cái in cái hình Hồ Chí Minh, ngoài ra không còn một cái hình nào khác hay sao? Biết bao nhiêu tiền tệ trên thế giới mà chúng ta thấy đó, thì đồng tiền của quốc gia nào nó cũng có những cái hình ảnh lịch sử của nó. Giống như bên Mỹ nó cũng có cái hình của Washington, rồi hình của Tổng thống Jefferson. Rồi. Đâu mà cái đất nước mình đó, từ mấy chục năm qua, từ năm 1000, nếu mà tôi biết đó, thì từ năm 1975 tới bây giờ vẫn là cái đồng tiền Hồ Chí Minh. Mình có cảm thấy là cái đất nước mình sao kỳ lạ vậy? Đâu phải là chỉ có Hồ Chí Minh là một cái anh hùng dân tộc đâu, mà mình có biết bao nhiêu anh hùng dân tộc mình không có tôn thờ, mà mình lại dùng cái hình ảnh Hồ Chí Minh trên cái đồng tiền như vậy, thì mình thấy rất là bất dẫn. Mà ở trong nước đó, nó làm cho những người tuổi trẻ, thanh niên đó, là tôn kính Hồ Chí Minh ghê lắm. Mà trong khi đó Hồ Chí Minh lại ra tay sát hại đồng bào của mình, là theo cái sách của, hồi nãy chứ TV256 là đọc cái phần đó là cái sách của kinh tế của Cộng sản, chứ không phải là TV bày đặt ra. Trong cái sách kinh tế của Cộng sản là 172.008 người. Một cái tên đồ tể như vậy làm sao mà có thể mình bắt dân mình để mà tôn sùng cái tên đồ tể? Chẳng những tôn sùng còn phải in cái đồng tiền, in cái đồng tiền với cái mặt Hồ Chí Minh như vậy, và bắt người dân phải xài những cái đồng tiền với cái hình ảnh mà dơ bẩn như vậy. Và TV hôm nay đó
lần trước là TV cũng đã nói về cái phân nửa những cái mà bằng chứng để mà show cho quý anh chị biết rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp diệt cộng. Thì hôm nay TV phải nói thêm nhiều điều nữa để cho quý anh chị thấy rõ là ông ta là một gián điệp diệt cộng. Quý anh chị nào đó hiện tại trong diễn đàn đó, chào Võ Tắc Thiên Nguyễn nha. Quý anh chị nào trong diễn đàn đó biết rằng Hồ Chí Minh mà khi còn trẻ đó, lúc đó là lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Hồ Chí Minh thắt cái cà vạt không? Thắt cái cà vạt ở trên cổ, quý anh chị nào thấy cái hình ảnh đó không? Cho đánh vài dòng tách chát cho TV256 rõ coi. Chúng ta thấy chứ phải không? Lúc đó là Nguyễn Ái Quốc đó là thắt cái cà vạt lúc còn trẻ. Tại vì lúc mà sang Pháp đó. Và tại sao mà khi Hồ Chí Minh trở thành một cái chủ tịch nước lại, chúng ta thấy chưa từng thắt cái cà vạt, mà bận đồ bốn túi đại cán không à, lạ lùng vậy. Thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi, đây là có phải là gián điệp diệt cộng không? Nếu mà chúng ta cứ đặt câu hỏi đó hoài thì chúng ta nghĩ rằng nó quá nhiều cái sự trùng hợp luôn. Chuyên môn là bận đồ đại cán. Rồi trong cái những lúc mà Hồ Chí Minh ngoài cái vấn đề mà bận đồ đại cán đó, thì cái cách mà cầm cái viết của Hồ Chí Minh đó. Dạ chào tôi Đơn Phương nha. Bên đây cũng là 7:22 rồi, tôi Đơn Phương. Hồ Chí Minh mà cầm cái viết đó, chúng ta thấy đó, ổng cầm đó, giống như cái cọ vậy đó. Quý anh chị thấy rõ cái điều đó không? Nó có mấy cái bức hình mà Hồ Chí Minh khi mà cầm cái viết đó, cầm giống như cái cọ vậy đó. Thì nó không phải cầm cái viết mà giống bình thường giống như chúng ta đâu. Thành ra Hồ Chí Minh quen viết cái chữ Tàu rồi. Khi mà quen viết chữ Tàu đó thì cái tay nó cầm như cái cọ sơn vậy đó. Thì đó cũng là một bằng chứng để cho chúng ta thấy đó là Hồ Chí Minh là người Tàu. Thêm một bằng chứng nữa là khi người mà ngoại quốc đó mà đến nước Việt Nam mà học tiếng Việt á, thì thường thường là họ dùng những cái phiên âm, cái ký hiệu đó, mình viết những cái ký hiệu trong cái ngôn ngữ mà mình đọc, cũng như thì Hồ Chí Minh toàn là dùng ký hiệu không à, cũng như thay vì mình nói là phương Tây thì Hồ Chí Minh dùng chữ F, thấy không? F giống như cái phiên âm ký hiệu vậy thôi. Hoặc là mình nói gì thì ổng dùng cái chữ G. Đó. Dạ, cảm ơn tôi Đơn Phương rất nhiều. Đó là những cái mà chúng ta thấy bằng chứng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Bây giờ đó, TV mới chia sẻ thêm cái phần đó là sau năm 1900 mà lúc mà Liên Hiệp Quốc thành hình đó, thì TV nghĩ là năm 1948 thì phải. Thì sau khi mà Liên Hiệp Quốc thành lập đó, chúng ta không có biết bao nhiêu nước được trả độc lập, thấy không? Từ Pháp Anh trả độc lập cho các nước mà thuộc địa đó. Khi mà Pháp Anh hoặc là Tây Ban Nha được, khi mà họ chiếm tất cả các nước khác đó, các nước nhỏ đó, thì theo cái chương trình của Liên Hiệp Quốc là người ta trả đó, độc lập lợi cho tất cả các quốc gia khác.
Trong khi đó Hồ Chí Minh nó nhất quyết là phải chiếm, phải đánh cho Pháp được, đánh đuổi Pháp ra khỏi bằng cái trận Điện Biên Phủ. Chúng ta sự thật không cần phải đổ máu, tự động người Pháp phải trả độc lập cho đất nước Việt Nam, cũng như biết bao nhiêu quốc gia khác. Mà sau này đó, có những tài liệu lịch sử cho chúng ta thấy là cái trận Điện Biên Phủ đó, trận Điện Biên Phủ đó là nhờ ba cái vị tướng của Trung Quốc, Trần Canh nè, rồi Di Quốc Thanh nè, rồi rồi Lã Vi Ba nữa. Người ta thấy trong cái lịch sử mà đánh trận Điện Biên Phủ sau này tạo cung cấp ra những cái tin tức như vậy đó, chứ không phải là tài cán của Võ Nguyên Giáp, đúng không? Lã Quý Ba, Lã Quý Ba rồi Trần Canh rồi Di Quốc Thanh đó. Bây giờ quý vị mà vào Google quý vị search ra là đó những cái tin tức mà sau này là nó đưa ra hết những cái sự thật hết. Chứ Võ Nguyên Giáp không có tài tình gì hết. Thắng của trận Điện Biên Phủ của Pháp đó là nhờ ba cái vị tướng của Tàu thôi. Trong khi các quốc gia khác đâu có cần phải mà có những cái trận Điện Biên Phủ như vậy, không? Giống như là Philippines nè, Indonesia nè, Ấn Độ nè, biết bao nhiêu quốc gia khác được trả tự do hết. Trả độc lập hết. Chỉ có Hồ Chí Minh là mới làm những cái chuyện đó. Và khi mà thắng trận Điện Biên Phủ á, thì đến cái thời gian là mình phải bắt buộc cái thằng Pháp nó phải rút quân. Nếu mình thắng trận Điện Biên Phủ thì mình bắt buộc thằng Pháp mày phải rút quân khỏi Việt Nam trong vòng 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc là 1 năm. Mày phải rút quân ra khỏi đất nước Việt Nam. Nếu mà ký hiệp định đó, thì chỉ có hiệp định với Pháp là phải rút quân ra khỏi Việt Nam. Chứ đâu phải tự nhiên rồi Hồ Chí Minh lại chia hai cái đất nước mình ra. Chia cái đất nước mình ra làm đôi ở sông Bến Hải. Quý anh chị thấy rõ ràng đây là một cái âm mưu. Đây là cái âm mưu của Tàu Cộng. Thì đó, TV chứng minh với quý anh chị đó là có cái bàn tay của Tàu Cộng là mà nó muốn thôn tính cái đất nước này nó từ lâu rồi. Đó, khi mà Hồ Chí Minh chia hai đất nước thì quý anh chị biết ở trong miền Nam đó là lúc đó là thời chính phủ Ngô Đình Diệm đó. Thì ông Ngô Đình Diệm cử bác sĩ rồi là Trần Văn Đỗ tham dự cái hội nghị Geneva. Thì trong hội nghị Geneva đó thì TV biết là có ông Trần Văn Đỗ rồi có Chu Ân Lai. Chu Ân Lai là thủ tướng của Mao Trạch Đông cử Chu Ân Lai. Rồi Hồ Chí Minh thì cử Phạm Văn Đồng để mà ký vào cái hiệp định Geneva. Thì khi mà ông Trần Văn Đỗ đó ông đọc cái hiệp định Geneva và ông không ký. Ông không ký và ông bật khóc đó. Ông bật khóc. Thì ông mới viết một cái, ông đưa ra một cái tuyên bố như thế này. TV muốn đọc lại cái phần tuyên bố của ông để cho quý anh chị thấy. Ông nói như thế này: Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt.
Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận rằng chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện thống nhất, độc lập và tự do xứ sở. Thì ông nhất định ông không ký cái hiệp định Geneva, đúng không? Và lúc mà ông về nước thì tổng thống Ngô Đình Diệm đó mới kêu gọi là cả nước phải để cờ rủ đó, cờ buông đó, coi như đất nước mình bị chia cắt làm hai. Thì những người ở trong miền Nam đó thì nói thẳng ra là họ nói là Hồ Chí Minh bán nước. Cái hiệp định Geneva là cái hiệp định bán nước. Không có thể ai mà tự nhiên mà làm chủ tịch nước mà lại đi chia cái đất nước mình ra làm hai như vậy. Mình đó, mình vỗ ngực là mình tự chiến thắng được cái Điện Biên Phủ rồi, cái mình chia hai cái đất nước à. Đây là cái âm mưu của thằng Tàu. Rõ ràng là cái âm mưu của thằng Tàu muốn chia làm hai đất nước để làm cho nước Việt Nam chúng ta yếu đi. Hai cái nước gọi là yếu đi rồi. Ký xong hiệp định rồi cái Hồ Chí Minh tuyên bố là dù đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải chiếm cho bằng được miền Nam. Quá tàn ác với dân tộc Việt Nam. Ông quá tàn ác với dân tộc Việt Nam. Mà mình thấy dân tộc Việt Nam đó nó hiền hòa. Bây giờ đất nước chia hai rồi thì chủ trương của ông Diệm là không đem quân ra để mà đánh miền Bắc. Tại vì đó mình nghĩ rằng ông Diệm nghĩ rằng làm sao có làm kinh tế để mà phát triển miền Nam thật là mạnh thì tự nhiên là người dân của cả hai miền đó ủng hộ thôi. Và ông Diệm nghĩ rằng phải chiến thắng bằng kinh tế. Chứ ông Diệm đâu có bao giờ nghĩ rằng phải vượt biên giới, vượt ra vĩ tuyến 17 để đánh miền Bắc đâu. Mà chúng ta thấy Tây Đức là Đông Đức cũng vậy. Tây Đức, Đông Đức họ đâu có đánh nhau. Họ xây bức tường rồi họ không có đánh nhau. Và mình thấy Đài Loan với Trung Cộng cũng đâu có đánh nhau, phải không? Tại vì khi mình đánh nhau thì mình biết cái thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về nhân sự, mà hàng triệu người phải chết như vậy. Cuộc chiến nó phải chết như vậy. Hồ Chí Minh nhất định chiếm miền Nam chứ được. Bắt đầu năm 1959 là thành lập cái con đường mòn Hồ Chí Minh để cung cấp, để xua dân vào để mà chiếm miền Nam. Xua mang theo vũ khí rồi mang theo súng đạn đủ thứ vào chiếm miền Nam cho bằng được. Thì cái đó là tội ác của người Tàu đó, để làm cho mình, đất nước mình có cái cuộc chiến mà nồi da sáo thịt với nhau. Đó là tội ác của giặc Tàu đó. Nó cố tình nữa là chia cái đất nước ra làm hai. Đốt cả dãy Trường Sơn mà để chiếm cho miền Nam bằng được. Mà bây giờ đó, trong khi đó đó, Hồ Chí Minh lại là nói với đồng bào miền Bắc là Việt Nam nói ông Diệm là hèn lắm, không có dám rồi là tổng tuyển cử. Sự thật ông Diệm đâu có ký đâu. Mà nếu mà ông Diệm tổng tuyển cử thì bảo đảm là ông Diệm sẽ thắng đó. Quý anh chị em nhớ là hàng triệu người vào miền Nam, hàng triệu người Bắc mà sợ Hồ Chí Minh quá tàn nhẫn, quá tàn ác với dân tộc Việt Nam mà họ phải chạy nạn, họ chạy về miền Nam. Thì làm sao họ bỏ phiếu cho Hồ Chí Minh được? Và Hồ Chí Minh cũng hoàn toàn không tuân theo Hiệp định Geneva. Hồ Chí Minh gài người ở miền Nam, đúng không? Không có rút quân hết toàn bộ đâu.
vài người ở miền Nam rồi chuyển vũ khí vô trong Nam, rồi năm 1960 đó, 1959 đó là thành lập đường mòn Hồ Chí Minh rồi mới đi vô trong Nam, rồi mới đến năm 1960 mới thành lập cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là năm 1960. Lúc đó, đó hoàn toàn đâu có người Mỹ nào, hoàn toàn không có một người lính Mỹ nào hết, không có thể gọi là chống Mỹ cứu nước được. Ý đó là những cái lời mà tuyên truyền rất là giảm nhí thôi. Trong khi đó đó, người ở miền Nam nó không có một lính Mỹ nào hết. Chỉ có những người gọi là cố vấn thôi, cái đó thì có. Cái cố vấn là có thể hướng dẫn về cái vấn đề sử dụng vũ khí là cái này cái nọ thôi, chứ ngoài ra không có một quân nhân Mỹ nào hết. Mỹ đến Việt Nam đó là vào cuối năm 64-65 á, đúng không? Rồi bây giờ cái điểm đó, quý anh chị em đó thấy cái đất nước Việt Nam mình hình chữ S phải không? Thì phía bên tay phải đó là có Hoàng Sa và có Trường Sa. Đó là những cái vùng lãnh thổ của mình, lãnh hải, hải đảo của mình, quần đảo của mình gọi là quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nó giống như cái đất nước mình đó, nó được che chở bởi cái hai cái quần đảo đó. Cái đất nước mình có thể nó nối dài ra tới đó. Thành ra đó, cha ông mình nó khôn ngoan là chỗ đó. Mình chiếm giữ Hoàng Sa rất là lâu, bao nhiêu năm nay. Trong khi đó đó, Hồ Chí Minh nói coi giống như cái đảo Cất Chim. Thành ra đó, thằng Tàu nó nói trong cái bản đồ của nó là có Hoàng Sa, Trường Sa, và nó đưa cho Phạm Văn Đồng, rồi Phạm Văn Đồng ký nhận, xác nhận đây là cái chủ quyền của Tàu. Nó gọi là công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng đó. Tuy là chúng ta không có thấy chữ Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng mà chúng ta công nhận cái mà 12 hải lý của Tàu á, là trong đó nó chi tiết nó nhiều lắm, hiểu không? Nó chi tiết là nó cái nước Tàu đó nó gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa trong đó. Thành ra khi mà Phạm Văn Đồng ký công nhận 12 hải lý của Tàu đó là bởi vì người ta nói Phạm Văn Đồng là một cái tên bán nước, đúng không? Dâng cái Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu Cộng. Thì cái sự thật thì mới nghĩ rằng Phạm Văn Đồng ổng cũng không dám ký nữa, ngoại trừ có cái sự mà chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh kêu ký là phải ký thôi, chứ Phạm Văn Đồng đâu có quyền hành ký gì đó. Đó, thành ra đó, nó bán nước ngay chỗ đó rồi. Thành ra giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu Cộng. Mà trong khi đó đó, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa, chứ đâu phải là của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đâu. Quý anh chị thấy rõ điều đó không? Bởi vì sau này đó, thằng Tàu Cộng nó ngang nhiên nó đem quân qua rồi nó hô là đảo của nó. Nó hô là Hoàng Sa là đảo của nó. Nó thấy lúc đó Việt Nam Cộng Hòa hơi bị yếu rồi đó, là Mỹ nó thấy nó có thể nó bỏ rơi vì cái vấn đề mà biểu tình ở bên Mỹ đó. Thành ra Tàu nó đem quân nó chiếm liền thành một cái trận mà hải chiến là 75 người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chết vì cái trận Hoàng Sa. Rồi sau này nó chơi luôn cả năm 1988, 14 tháng 3 đó, mà chúng ta thấy mà đồng bào vừa vừa tưởng niệm cách đây 7 ngày đó.
Mà cái trận đó là cái trận rất là, mình thấy rất là nham nhở. Mà mình thấy cái tụi Tàu đó nó hèn. Mình thấy người người lính mà bị bắn như vậy, mình thấy hèn vô cùng. Người ta không có phản kháng gì hết trơn, người ta không bắn là một phát súng nữa, mà cái tụi Tàu đó nó cứ nhả đạn vô người người dân như vậy, người người lính như vậy, người lính không có phản ứng một phát súng nào. Thành ra TV nói thẳng là đây là một cuộc thảm sát, nó không phải là hải chiến Trường Sa, nó không phải là hải chiến Gạc Ma gì đó. Cái trận Gạc Nga đó là coi như là cái vụ thảm sát thôi. Đến hải chiến thì mình phải bắn qua bắn lại chứ đâu mà. Rồi hai cái chiếc tàu mà HQ 105, 206 gì đó, 105, 106 thì bắn tan tành. Tổng cộng là 64 chiến sĩ ở đảo Gạc Ma đó. Thành ra tụi nó đó, nó tính thôn tính mình từ lâu rồi, từ mà Hồ Chí Minh đó đưa cái lá cờ đỏ sao vàng ra đó, là mình sẽ thấy đó là bằng chứng. Bữa nay tôi khui ra thêm cái điều quan trọng quý anh chị em thấy đó. Quý anh chị em thấy mà cái lá cờ của Tàu đó, nó có 5 cái ngôi sao, mà cái nước Tàu á nó không có bình đẳng, nó coi những cái dân tộc khác đó giống như là nô lệ cho nó. Thấy không? Quý anh chị em thấy 5 cái ngôi sao đó thì có một cái ngôi sao lớn. Ngôi sao lớn đó là tượng trưng cho người Hán. Người Hán là người có thể là nó nói là người Hán là khôn ngoan nhất. Nó hơn hẳn tất cả các dân tộc khác. Đó. Tụi Tàu nó cũng phân chia chứ nó không phải là bình thường mà mỗi người đều bình đẳng hết đâu. Dân tộc Tàu đó nó cũng là phân chia cái giai cấp. 4 ngôi sao đó thì chúng ta thấy nè, mông là Mông Cổ đó, mông là quân Nguyên đó, Mông Cổ đó, thời xưa đó. Rồi Hồi nè, Hồi là cái dân mà Duy Ngô Nhĩ đó, Duy Ngô Nhĩ là gọi là dân Hồi. Rồi Tạng, Tây Tạng nè, thấy không? Rồi Mãn là Mãn Châu đó. Nó có bốn cái sắc dân như vậy, bốn cái sắc dân chính như vậy, cộng với cái dân Hán nữa đó, nó là 5 sao. Mà bây giờ quý anh chị em thấy đó, ngôi sao thứ 5 là Việt đó, Việt Nam đó. Bởi vì cái tên mà Nguyễn Phú Trọng đó, khi mà nó đi qua bên Bắc Kinh đó, mà đài truyền hình VTV rồi là chiếu thẳng ra là nó thêm một cái ngôi sao thứ 5 luôn. Thành ra chúng ta không có nghi ngờ gì đâu, đừng có nghi ngờ gì. Tất cả là nó đã xếp đặt sẵn hết rồi. Từ lúc mà nó giao cái lá cờ đỏ sao vàng để mà Hồ Chí Minh làm cờ nước là tất cả nó đã có chuẩn bị hết rồi. Quý anh chị em nhớ thời mà Mặt trận Giải phóng miền Nam cũng vậy. Ở trên đó thì màu đỏ, thấy không? Là cũng coi như giống như là miền Bắc được giải phóng rồi. Rồi sao vàng, xong ở dưới là phần xanh. Phần xanh là coi như chưa giải phóng được, thấy không? Rồi sau này đó nó nói là bây giờ thống nhất rồi, một cờ đỏ là đâu còn phải cờ xanh rồi. Xanh đỏ gì nữa. Thành ra dẹp cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đi. Thấy không? Ngày hôm nay cũng vậy. Tất cả những cái lá cờ đó là những cái mà mình sẽ biết tương lai của đất nước mình như thế nào. Tương lai của đất nước mình được xếp đặt sẵn hết rồi quý anh chị em ơi. Thấy không? Cái hội nghị thành đô đó là 1990 đó, là khi đó là
Cả thế giới người ta từ bỏ đảng bỏ cộng sản. Cả thế giới người ta từ bỏ cộng sản. Cái cờ búa liềm của Liên Xô là tan tành hết, không còn ai dùng hết. Không còn cái quốc gia nào dùng hết. Chỉ còn cái thằng Việt Cộng thôi, cái thằng đảng Cộng sản Việt Nam là còn dùng thôi. Những cờ búa liềm thôi. Từ cái nhục nhã này đến nhục nhã khác, một cái đảng Cộng sản mà không có một người đủ khả năng để mà vẽ nên lá cờ của mình mà phải dùng cái lá cờ búa liềm của Liên Xô. Rồi cả một nước mà không có một người nào có khả năng để mà vẽ nên cái lá cờ, lấy cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, cái lá cờ sự thật là của tỉnh Phúc Kiến 100% luôn, nó có lịch sử hết á, hiểu không? Cái lá cờ đó là của tỉnh Phúc Kiến, có từ năm 1933 rồi, thưa quý anh chị em. Đó là nó nằm ở trong lịch sử hết á. TV không có lường gạt quý anh chị em mà nói dối đâu. Mà ngay cả bộ phim của mà gọi là Trường Chinh đó, cái tên là Trường Chinh mà của đạo diễn là Viên Thao, VTV3 mà chiếu đó, mà quý anh chị em thấy trong nước đó là Đoàn Quốc Cường rồi đó đóng thủ vai là Mao Trạch Đông, nó cầm cái cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ sao vàng mà cái sao vàng nó mập chứ không phải là cái thẳng góc như bây giờ. Sau này đó cái bọn Việt Cộng nó mới đổi lại cái lá cờ là cái ngôi sao mà thẳng góc thôi, chứ sự thật là khi xưa là nó cái ngôi sao vàng mập. Đó là cái bằng chứng mà mình thấy đất nước mình là bị cái tên gián điệp này nó phá hoại. Tự nhiên là cho giao đảo cho người ta. Rồi quý anh chị thấy mà cái trận Mậu Thân đó, quý anh chị thấy không? Người Việt Nam không có ác mà tàn nhẫn như vậy đâu. Đó là lệnh đó. Lúc đó Hồ Chí Minh còn sống, Hồ Chí Minh chết là năm 1969, là khi ổng còn sống là năm 1968 Mậu Thân. Mà khi mà Việt Cộng mà thất thủ ở Huế đó, khi mà nó lui quân đó, thì Hồ Chí Minh là ra lệnh là thủ tiêu giết hết. Giết bằng cách chôn sống luôn. Chôn sống gọi là gần 7.000 người đồng bào Huế ở Mậu Thân. Đó là lịch sử mà mình, dân tộc mình phải biết. Chứ sau này đó làm như là báo chí không còn đăng những cái gì mà Mậu Thân đó. Báo chí trong nước họ xóa hết tất cả những cái lịch sử mà tàn ác của Hồ Chí Minh. Họ xóa hết đó. Quá tàn ác luôn. Mà những người đó là những người mà có phụ nữ rồi có trẻ em nữa, chứ không phải là những người lính đâu, thưa quý anh chị em. Họ chôn sống hết á. Mà chỉ có đó, dân tộc Tàu nó đâu có ke, nó đâu có cần biết đâu. Nó khác chủng tộc, nó đâu cần biết đâu. Nó đâu cần biết là ba ngày Tết đó là ba ngày mà thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam mình. Thấy không? Mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Mà đã có ký gọi là hiệp định ngưng bắn rồi. Thấy không? Ngưng bắn trong ba ngày Tết rồi. Rồi rốt cuộc rồi nó cũng vi phạm rồi. Rồi nó nổ súng rồi nó làm cho hàng ngàn người phải chết oan ức trong cái cuộc chiến Mậu Thân như vậy. Thấy không? Bây giờ một cái điểm nữa trên TV chứng minh rằng là ông đó là người Tàu. Là chúng ta biết rằng là cái Ngục Trung Nhật Ký, chúng ta thường nghe nói đến Ngục Trung Nhật Ký là tác giả là Hồ Chí Minh. Thì theo TV nghĩ rằng có thể là đúng đó.
tại vì ông người Tàu mà, thành ra ông làm thơ Tàu được, ông giỏi, ông làm thơ Tàu rất là giỏi, thành ra ông có một cái câu mà TV lấy cái bằng chứng ra là ông là người Tàu, tại vì trong cái Ngục Tung Nhật Ký nó có cái bài thơ như thế này, ngủ thì người Hán nào cũng lương thiện, trong cái thơ như vậy đó. Ổng làm thơ mà chẳng lẽ ổng làm thơ mà nếu mà ổng người Việt Nam ổng đâu có nói câu đó. Ổng đâu có nói ngủ thì người Hán cũng lương thiện, tỉnh dị phân ra kẻ giữ hiền, hiền giữ phải đâu là tính giữ, phần nhiều do giáo dục mà nên. Đó, ổng tự nhận ổng là người Hán đó, đó, nó rõ trong thơ luôn. Thành ra nhiều người nói rằng là tại vì đó Hồ Chí Minh đó là người Việt Nam, thành ra đó mà cái thơ này là cái thơ Hán, thành ra Hồ Chí Minh đâu có giỏi như vậy, thành ra Ngục Trung Nhật Ký không phải là của Hồ Chí Minh. Thấy không? Người ta khẳng định là vậy đó, nhưng mà rốt cuộc TV lại khẳng định ngược lại là đây là cái có thể là cái thơ của Hồ Chí Minh. Biết đâu là ổng là rất là giỏi, ổng có tên mà gọi là thiếu tá mà Hồ Quang, thiếu tá Hồ Quang trong cái bát lộ quân của Trung Cộng. Cái đất nước này đó thì nếu mà quý anh chị em đó để ý đến cái bản mà hiến pháp mà năm 1992 đó, họ hoàn toàn phủ nhận tất cả những lịch sử của cha ông mình đóng góp đó. Cái người cộng sản đó họ ghê gớm như gì đó, họ phá nát hết tất cả những cái lịch sử của cha ông mình đóng góp suốt năm ngàn gần năm ngàn năm, phủ nhận hoàn toàn. Thành ra đó họ nói rằng đó là coi như cái đất nước mình đó mới bắt đầu thành lập thôi từ năm 1945. Quý chị em thích tưởng tượng nữa, TV nói là có bằng chứng, TV 256 nói là có bằng chứng, tại vì cái ông mà khi mà ông mà Lê Công Phụng đó, Lê Công Phụng mà ông qua Mỹ đó, thì ông nói rằng đó, ông nói với chính phủ Mỹ rằng là đất nước của chúng tôi còn quá trẻ, mới có vài chục năm mà. Ông nói như vậy đó. Thì khi mà ông tuyên bố, ông nói là đất nước Mỹ thì nó có trên 200 năm rồi, thành ra nó khá, còn đất nước tôi có vài chục năm rồi. Đó là lời tuyên bố của ông Lê Công Phụng đó, quý anh chị em, lúc mà ông làm đại sứ đó. Mà khi mà ông qua Mỹ mà ông tuyên bố như vậy thì tôi thấy là đất nước mình tiêu rồi, tất cả những anh hùng dân tộc của mình là mình không còn cái gì hết, tất cả gọi là, bởi vì lịch sử sau này đó các em đó ở trong nước đó, đưa ra hỏi hôm qua TV mới coi thôi, họ nói rằng là Nguyễn Huệ với Quang Trung là ai vậy? Nguyễn Huệ với Quang Trung là ôi, trên gọi là 60-70% là các em trả lời sai hết. Các em không hiểu rằng là Nguyễn Huệ tức là tên của vua Quang Trung. Thấy không? Nguyễn Huệ với vua Quang Trung cũng là một thôi. Kinh hoàng. Tại vì Hồ Chí Minh là người Tàu, thành ra Hồ Chí Minh chuyên môn là bận cái đồ đại cán á, bận đồ bốn túi đó, quý anh chị em thấy rõ như vậy không? Chưa từng thấy thắt cái cà vạt á, sau này mà Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước rồi chưa từng thấy thắt cái cà vạt. Chưa từng đội khăn đóng mà giống như là ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hoặc là
Ngô Đình Diệm đâu? Ngô Đình Diệm, Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Thiệu đến ngày Tết là họ có bài diễn văn để mà chúc Tết toàn dân. Và khi đó đó, ông Diệm với ông Thiệu đó bận áo dài khăn đóng đàng hoàng, năm nào cũng vậy, năm nào cũng có những lời chúc Tết rất là tốt đẹp với toàn dân gần như vậy. Còn Hồ Chí Minh chưa từng mà bận áo dài khăn đóng. Mình thấy rõ ràng là cái bận đồ đại cán như thì vậy thì không phải là Tàu, chắc chắn luôn á, chắc chắn là Tàu rồi, tại vì ông quen thuộc quá với Tàu rồi. Người ta nói là lúc mà Hồ Chí Minh mà công thành danh toại rồi đó, thì ông lên ông làm chủ tịch nước, thì bà Nguyễn Thị Thanh đó là chị của Hồ Chí Minh đi thăm Hồ Chí Minh, không được, không gặp mặt được đó quý anh chị ơi. Tại vì ông sợ đấy. Và khi mà công thành danh toại rồi đó, không có về cái quê hương ở Nghệ An của mình, ở làng Sen của mình, Hồ Chí Minh không tới. Để mà sau này đó, sau này cả chục năm sau rồi, khi mà mấy người anh chị rồi chết hết rồi, mới lúc đó mới về thôi, mới về thăm quê hương mình. Một tên gián điệp Tàu mà đâu có mà dám mà gặp mặt người chị của mình, thành ra tìm mọi cách để mà thoái thác thôi. Rồi rốt cuộc bà Nguyễn Thị Thanh bà bị giết thôi, bà bị chết một cách rất là mờ ám, bà Nguyễn Thị Thanh đó. Đó là những cái bằng chứng. Rồi khi mà ổng mà Hồ Chí Minh mà sắp chết á, ổng lại ý nguyện của ổng lại muốn nghe cái nhạc Tàu. Sau này TV thấy ở trong nước đó đổi ra là Hồ Chí Minh muốn nghe những cái bản nhạc dân ca của Việt Nam, cái đó là sai lịch sử rồi, sai sự thật rồi. Nó là ổng là muốn nghe cái nhạc Tàu chứ không phải là nhạc dân ca đâu. Chúng ta thấy rõ là Hồ Chí Minh đó, nó áp dụng theo cách Tàu đúng không ạ? Bởi vì nó là người Tàu thì tự nhiên nó áp dụng theo cách Tàu thôi. Thay vì đó, nó kêu cả một cái dân tộc này đó gọi nó là bác. Thì á, cả dân tộc này phải gọi bác Minh chứ không phải bác Hồ. Ở trong đây không biết miền Bắc, TV nghĩ là cùng một dân tộc thì nó cũng là giống nhau thôi chứ không có khác. Miền Nam nó gọi là Tổng thống Thiệu, Tổng thống Diệm chứ không có Tổng thống Nguyễn đâu, không có đâu, không bao giờ người ta gọi cái Tổng thống Thiệu không à. Thì bây giờ miền Bắc chẳng lẽ khác miền Nam? Chẳng lẽ miền Bắc thì muốn gọi mà bác thì phải là bác Minh, không thể nào gọi bác Hồ được. Nó không phải thuộc cái nó không phải thuộc cái dân tộc tính của Việt Nam, nó là dân tộc tính của Tàu. Tàu mới gọi là bác Hồ, hiểu không? Mà Tàu mới đẻ ra cái vấn đề mà gọi là cha già dân tộc. Ông là cha già dân tộc của tất cả mọi con dân Việt Nam, nó kỳ cục lắm. Nó kỳ cục lắm. Tất cả là âm mưu để mà hán hóa cái đất nước Việt Nam thôi. Và cái ngày sắp tới là 1990. 1990 là mình thấy là hội nghị thành đô đó. TV muốn đọc cho quý anh chị em cái quyển sách mà của Hoàng Văn Chí nha. Hoàng Văn Chí, TV
Hoàng Văn Chí, là để tôi biết rằng là quý chị em biết cái tài liệu lịch sử mà người viết cái quyển sách đó là Hoàng Văn Chí ở cái trang 54, thì trước mặt của TV là một cái trang 54. Ông viết như thế này: Nguyễn Ái Quốc, con người bí mật đã từng khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi nghe tin đồn này, sở mật thám Pháp lập tức lục lại hồ sơ để tìm ảnh Nguyễn Ái Quốc. Theo hồ sơ chính thức thì Nguyễn Ái Quốc đã chết ở Hồng Kông năm 1933. Khi đem so sánh bức ảnh đã phai nhạt của Nguyễn Ái Quốc với những tấm ảnh của ông Hồ bán đầy đường Hà Nội, sở mật thám Pháp mới biết họ Nguyễn vẫn còn sống và sau 10 năm ẩn náu trong bóng tối đã trở lại chính trường với cái tên là Hồ Chí Minh. Quý anh chị em thấy rõ điều này không? Là cái ông này đó, ông theo Việt Minh, cũng là kháng Pháp đó, mà ông theo Đảng Cộng sản đó, mà rốt cuộc á, ông biết được cái sự thật lịch sử, bây giờ ông viết lại những cái điều đó, thì sau này là ông ra khỏi Cộng sản rồi, mà ông viết hồi năm, cái tài liệu này là từ hồi năm 63, năm 63, 64 đó. Thì khi xưa người ta đã nghi ngờ rồi, nghi ngờ là Hồ Chí Minh là đã chết rồi, là bây giờ đã muốn mà nhận diện á, ông ghi thêm nè, mật thám Pháp quyết đoán Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, mặc dầu sau 20 năm gian khổ, dốc dáng và nét mặt họ Nguyễn có thay đổi rất nhiều, bằng cớ là vành tai phải của hai bức ảnh đều nhọn, trong khi tai bên trái vẫn đều đặn. Nhưng ông Hồ cứ từ chối như cùi, nói rằng mình không phải là Nguyễn Ái Quốc. Lúc đó nó lại là nói rằng là ông không phải là Nguyễn Ái Quốc. Rõ ràng là như vậy. Hồ Chí Minh là Hồ Chí Minh, đâu phải là Nguyễn Ái Quốc. Nhưng mà sau này rồi ông cầm nhầm luôn. Rồi bây giờ cái trang mà 79 mà trang 79 thì nói như thế này: báo Daily Worker, cơ quan của Đảng Cộng sản Anh, đăng một tin vắn tắt nói ông Hồ đã chết vì bệnh lao trong pha khám đường Hồng Kông, nên cả mật thám Pháp lẫn Cộng sản Việt Nam đều tin là thực. Thấy không? Rõ ràng không? Đây là những cái tài liệu lịch sử, đâu phải là đùa đâu. Người ta đã biết hết những cái mà mưu mô bá đạo của cái thằng Tàu. Ông đã chết hoàn toàn ở trong nhà tù Hồng Kông rồi, đâu có thể nào mà ai mà có thể sống mà qua cái bệnh lao được. Bệnh lao phổi là bệnh mà nan y mà. Trong cái bốn bệnh nan y đó, là trong đó là cái bệnh lao phổi, là lúc đó là thời điểm đó là chưa có thiên hạ mà khám phá ra là có thuốc mà streptomycin để mà trị bệnh lao đâu. Hoàn toàn không có ai mà có thể sống qua cái bệnh lao đó. Khi mà bệnh lao phổi là chỉ có chết thôi. Thành ra đó chúng ta bị cái gián đoạn lịch sử đó, là cuộc sống của Hồ Chí Minh đó là từ năm 1933 cho đến 1941. Quý anh chị em nào biết Hồ Chí Minh ở đâu không? Tôi muốn hỏi quý anh chị em như vậy. Ông đâu có. Ông là một người nổi tiếng về những vấn đề mà hoạt động chính trị mà hoàn toàn không ai biết ông ở đâu hết. Tự nhiên năm 41 cái thấy xuất hiện ở Hàng Bắc Bó. Hàng Bắc Bó rồi cái thành lập rồi là chính phủ, là chính phủ lâm thời. Chính phủ lâm thời ở Cây Đa Tân Trào. Coi cái chuyện mà giống như chuyện đùa vậy đó.
đúng không? Trong cái khoảng mà 9 năm, 8 năm nữa, người ta không biết ông ở đâu. Ông không, hoàn toàn không có lịch sử mà ở đâu, ở nước nào, ở nhà nào hết. Tự nhiên xuất hiện Hăng Bắc Bó rồi bây giờ nói là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc làm sao được. Hoàn toàn là hai người khác nhau, không có thể nào mà trùng hợp được. Và cái người này đó là người Tàu, thành ra Tàu nó mới cung cấp vũ khí cho, nó mới cung cấp nhân sự cho, nó mới cung cấp tiền bạc cho, mới thành lập chính phủ được. Chứ đâu phải tự nhiên thành lập chính phủ được. Muốn mà thành lập chính phủ là phải có tiền bạc, rồi phải có người, rồi phải có vũ khí đủ thứ. Đâu phải là tự nhiên mà thành lập chính phủ dễ dàng đâu quý anh chị em. Rồi cái sẵn cái cách mạng mùa thu đó, lúc đó mà tụi Nhật đó nó bị đầu hàng vì hai trái bom nguyên tử Hiroshima với Nagasaki đó. Khi mình đầu hàng rồi thì nó không biết trao chính quyền cho ai hết, nhớ không? Nó đầu hàng mới, nó mới trao trả cái chính quyền cho ông Trần Trọng Kim. Trần Kim coi như được giữ cái chức vụ giống như thủ tướng mà qua cái hoàng đế Bảo Đại đó, để mà cử cái trách vụ như vậy. Thì ông Trần Trọng Kim mới mà là đưa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên nhà hát lớn ở ngoài Hà Nội đó. Đó là cờ vàng ba sọc đỏ có cắm, từng cắm ở Hà Nội. Rồi qua cái cách mạng mùa thu đó rồi Hồ Chí Minh mới là cướp chính quyền. Thì cũng năm 45 thôi. Năm 45 là Nhật đầu hàng với hai quả bom nguyên tử rồi. Thì mới vừa giao quyền cho Trần Trọng Kim là Việt Cộng nó thành lập chính phủ rồi nó cướp chính quyền liền. Cướp chính quyền trong tay của Trần Trọng Kim. Và từ ngày hôm đó tới bây giờ đó, chúng ta chưa từng có bầu cử mà tự do đúng nghĩa. Chúng ta chưa từng có. Và chào Hoa Bất Tử. Chúng ta không có cái tự do bầu cử đến giờ phút này luôn. Tất cả là bịp và bịp không à. Người dân cũng không được quyền mà ứng cử nữa. Ứng cử rồi cũng gây đủ khó khăn đó, giống như bầu cử vừa qua đó. Thành ra đó, khi mà đất nước chúng ta đó mà nói rằng là muốn mà độc lập đó, là phải có dân chủ. Dân chủ đó là người dân bầu ra cái người đại diện cho mình. Thì cái người đại diện đó cho mình mới nói được cái tiếng độc lập. Còn bây giờ đó, đất nước mình không có gọi là độc lập được. Đất nước mình gọi là mất chủ quyền hoàn toàn luôn. Hiểu không? Tại vì người dân không bầu ra người lãnh đạo. Thành ra đó, người giống như Nguyễn Phú Trọng đó, nó muốn làm gì nó làm thôi. Nó là một cái người đảng trưởng, một cái tổng bí thư, nó không có thuộc về mà vai trò mà nhà nước. Nó là một đảng, tự nhiên nó đi qua bên Trung Cộng rồi nó ký kết 15 văn bản bán nước như vậy. Nó có quyền nó ký kết như vậy, cũng chẳng ai làm gì nữa. Nói cho ngay thì nó cũng dựa theo cái luật của hiến pháp. Nó là điều 4. Điều 4 đó là đảng lãnh đạo. Thì bây giờ đảng lãnh đạo, đảng muốn ký gì ký đó. Không cần phải có quốc hội, không cần thủ tướng gì đó. Tự mà đảng là lãnh đạo, tôi muốn quyền ký gì ký đó. Ký những văn kiện bán nước như vậy mà dân người ta chửi biết mấy luôn đó. Bởi vì đó, bây giờ tụi Tàu nó mới qua đây rồi nó mới đàn áp những cái người biểu tình như vậy. Kinh hoàng.
Quý cho em có những cái câu hỏi nào đối với sự trình bày của TV256 không? Anh chị em có thắc mắc điều gì nữa không? Có những cái gì mà nghi ngờ rằng là có cái gì mà chứng minh rằng là ổng không phải là người Tàu không? TV nãy giờ nói nhiều lắm rồi đó, là tất cả là chung quy nó là tên Tàu, một tên Tàu gián điệp 100% luôn. Chúng TV không có nghi ngờ mà 99% đâu. Tại vì tất cả những tài liệu mà TV sưu tầm ra đó là nó có thật thôi. TV chỉ nhớ rằng TV256 chỉ nhớ rằng có cái viết cái bài là Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc hay không. Thì TV viết cái bài đó là từ hồi 2010. 2010 là cách đây 7 năm. Mà lúc đó chưa có ai, mình không có thấy, ít có ai nói về cái vấn đề mà là gián điệp. Nhưng mà khi mà TV lục lại tất cả những cái tài liệu đó, TV tại là thấy nó liên quan đến tụi Tàu không à, nó liên quan đến tụi Tàu không à, chưa thấy ai đi ngược lịch sử như Bác Hồ. Kinh hoàng đất, cả cả một cái quá trình mà lừa bịp lâu dài như vậy. Nếu mà tính từ năm 1975 cho đến bây giờ là cũng 42 năm. 42 năm mà cái nhà nước Việt Cộng mà nó bịp cả toàn dân về một cái tên gián điệp như vậy đó, mà không ai biết hết, không không mà đến cả những cái giới trẻ sau này đó, nó đều cuồng hồ, nó cuồng không thể tưởng tượng luôn. Nó coi như một cái nhân vật mà thần thánh ấy. Hỡi mà TV nói thẳng đó, là hỡi mà chửi cha mắng mẹ nữa, nó cũng không buồn nữa, mà chỉ cần nói động đến Hồ Chí Minh thôi là nó nói mình phản động rồi, mà đối với tụi nó là phản động là phải tiêu diệt. Chỉ cần nói đụng đến Hồ Chí Minh thì nó la làng, mà chửi cha mắng mẹ nữa thì không sao hết. Nó cuồng tín đến mức đó. Trong khi đó mình chỉ cần nói một cái lỗi của Hồ Chí Minh thôi là mình đã từ bỏ ông đó rồi. Cái lỗi mà kinh hoàng nhất đó là cái lỗi giết hại 172.000 người 2008, mà đăng trong trong sách lịch sử của Đảng, lịch sử về kinh tế của Đảng Cộng sản. Một cái lỗi như giết 172.000 người là mình thấy không thể nào mình chấp nhận được, là một cái ông hồ mà thần thánh được. Một cái lỗi đó thì kinh hoàng. Mà cái lỗi đó sự thật nha, ổng tự nhiên là khi mà cải cách ruộng đất mà giết nhau quá xá nhiều rồi, ổng mới đăng đàn trước cái quốc hội, rồi ổng chùi mắt ổng khóc đó. Nó mấy cái bộ phim đó đi nghĩ rằng quý anh chị em cũng cũng coi, nó trong YouTube. Ổng lấy khăn mùi xoa ổng khóc, ổng chầm mắt ổng khóc. Nhưng mà sau này người ta đọc được cái tài liệu mà của ông mà Dĩnh á, cái Trần Dĩnh đó, tác giả của cuốn Đàn Cừu đó. Trong cái cuốn Đàn Cừu nói rõ Hồ Chí Minh đó, bịch râu để mà giả dạng làm thường dân để mà tham dự cái cuộc đấu tố đầu tiên, là cái cuộc giết người đầu tiên là bà mà Nguyễn Thị Năm đó. Ghê không? Bà Nguyễn Thị Năm đó là cái người mà bị bắn cái phát súng đầu tiên đó. Mà ổng tàn ác đến nỗi mang cái hòm đó, nó không có đủ dài, nó không có đủ dài rồi thành ra để cái thây của bà Nguyễn Thị Năm lên, rồi mấy cái người lính đó
lấy cái chân đạp đạp nghe xương nghe răng rắc gì đó đạp xuống đặng mà cho nó vừa với cái hòm cái quan tài đó. Ghê không? Mà cái đó là những cái chuyện, tại vì ông đó là ông Trần Dĩnh đó là ổng là biết ổng là một cái người thư ký của Hồ Chí Minh, thành ra ổng thư ký, thành ra ổng biết được những cái sự thật mà chúng ta không biết. Và bây giờ ổng viết cái cuốn mà Đèn Cù như vậy thì chúng ta phải tin đó là sự thật, đó là sự thật. Thành ra đó không phải là tự nhiên mà người Việt Nam mà giết người Việt Nam như vậy đâu, chỉ có thằng Tàu nó mới giết người Việt Nam như vậy thôi. Quý anh chị em thử nghĩ coi, nội một một cái câu mà khẩu hiệu đó, cái câu khẩu hiệu mà của Hồ Chí Minh mà đưa ra để mà cải cách ruộng đất đó, mình không, bây giờ mình không biết ổng là đưa đưa ra hay là ai đưa ra, nhưng mà trong tất cả các khẩu hiệu mà trong cái những cuộc cải cách ruộng đất đó có cái câu gọi là trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ. Đó, quý anh chị em thấy đó là bằng chứng hiển nhiên không? Quá bằng chứng, quá hiển nhiên luôn. Trí đó là những cái người mà trí thức, phải không? Những người trí thức mà đi tiêu diệt như vậy thì còn gì cái đất nước mình nữa? Cái đất nước mình vậy là tiêu rồi, phải không? Cái người trí thức mà và cái người giàu có là hai cái người mà hai cái nhóm người là cái thành phần mà giúp ích rất nhiều cho xã hội. Cái người trí thức, cái người giàu có là phải tôn trọng người ta, chứ không phải bắt người ta vào tù mà tiêu diệt hết, rồi giết giết những người trí thức và giàu có hết. Khi mà TV256 mà sinh hoạt ở trên Pow Talk đó thì TV nhớ một cái ông bạn người người Bắc, ổng cũng khoảng cái tuổi của TV đó, thì ổng nói cái vụ mà cải cách ruộng đất rất là kinh hoàng, là ổng nói chỉ cần một thanh niên thôi mà mang cái mắt kiến á, mang cái mắt kiến cận đó là đã bị bắt rồi, phải không? Nó tiêu diệt thành phần trí thức là sự thật như vậy đó, hiểu không? Cộng sản mà nó không có chấp nhận trí thức đâu, hiểu không? Trí phú mà người giàu có là nó tiêu diệt hết đó. Rồi bây giờ đó mình nhìn cái đất nước mình coi, thằng nào cầm quyền cũng là bạc triệu hết đó, hiểu không? Thằng nào cầm quyền cũng giàu có không thể tưởng tượng được. Rất là giàu có mà bây giờ thời xưa là nó lại tiêu diệt hết những thành phần trí thức giàu có như vậy. Đó. Còn nói gì nữa? Đất nước mình rất là dã man. Thành ra TV muốn đó, quý anh bạn trẻ ở trong nước đó phải hiểu được cái sự thật lịch sử. TV sẵn sàng rồi là nói chuyện với quý anh chị em bất cứ những cái câu hỏi nào đó, thì trong cái khả năng mà TV hiểu thì TV trình bày cho quý anh chị em nghe. Mà TV lấy cái lòng mình để mà rồi mình thu thập được những cái chứng cứ thật sự, chứ không phải là mình tạo dựng ra đâu. Mình không có cái chủ trương như vậy đâu, mà mình lấy cái những cái sự thật chứng cứ để mình đưa ra cho quý anh chị em thấy thôi. Bởi vì cái tụi Tàu đó nó không có, nó khác với cái chủng tộc của Việt Nam, nó khác chủng tộc, thành ra nó tàn ác vô song. Bởi vì nó tàn ác với cái người mà người Hồi đó, quý anh chị em nhớ cái người Hồi đó là cái người Hồi gọi là hồi nãy TV nói đó là nó có bốn cái dân tộc đó, bốn dân tộc là Hồi, Mãn Châu, rồi
hồi Mãn Châu rồi Tây Tạng nữa, Tạng, hiểu không? Hồi Tạng Mãn rồi Trung rồi Hán đó là cái ngôi sao lớn đó, cái người gọi là Ngô Duy Nghị Nhĩ, cái tên nó khó đọc lắm, Ngô Duy Nhĩ. Đó là hồi đó, đó là dân tộc hồi đó. Dân tộc hồi mà chào chào cô Long nha, cái dân tộc hồi đó khi mà họ vượt biên qua bên bên Việt Nam đó, quý anh chị em nhớ không, cái dân tộc Ngô Duy Nhĩ đó, mình thấy mình tội nghiệp mà mình muốn khóc luôn rồi đó. Đúng rồi, Ngô Duy Nhĩ đó, mình muốn khóc luôn. Người ta tị nạn, người ta chạy qua đất nước mình để người ta tá túc, mà thế mà tụi Việt Cộng nó bắt để nó giao cho tụi Tàu, nó giao cho tụi Tàu bị xử tử hình hết trơn, không có người nào thoát được đâu. Bởi vì khi mà ngay ở biên giới đó, cái tên Việt Cộng đó nó làm cho cái người Ngô Duy Nhĩ đó hiểu rằng là đi qua bên Tàu, đuổi tụi này qua bên Tàu lại, giải giới qua bên Tàu lại, giải qua bên Tàu lại. Thế là nó cướp súng, nó bắn cho chết hết, bắn hết chết biết bao nhiêu người Ngô Duy Nhĩ đó, rồi nó tự sát luôn, rồi nó cũng là biết bao nhiêu người chết trong cái cuộc đó. Mà đi là nó đã qua đất nước mình rồi đó. Bởi vì mình thấy cái những người mà khi mà mình bị đi tị nạn cộng sản đó, thì mình cảm thấy mình thương vô cùng những cái con người như vậy, mà bây giờ đó bắt giao trả lời cho Trung Quốc, trả lời cho tụi Tàu. Thì cái người Ngô Duy Nhĩ đó họ biết rằng là họ sẽ chết, và khi họ biết họ sẽ chết rồi đó, thì họ cầm súng họ bắn loạn xạ hết, họ giật súng của bộ đội biên phòng đó, họ bắn hết biết bao nhiêu mạng người chết chứ, rốt cuộc cũng phải mấy người sống cũng đem trả về Tàu thôi. Biết bao nhiêu người đó, người ta đó tiếp nhận của người tị nạn, hiểu không? Người tị nạn cũng là người Việt của mình, người ta nhận hàng triệu người Việt tị nạn, mà bây giờ nước mình nó không có nhận người Ngô Duy Nhĩ. Tại sao nước Việt Cộng nó tàn ác như vậy? Tuân lệnh Tàu thôi. Rồi dân tộc Tây Tạng cũng vậy, dân tộc Tây Tạng hàng trăm người tự thiêu để mà chống Tàu đó. Thì mình nghĩ tương lai của đất nước mình như thế nào? Quý anh chị suy nghĩ đi, tương lai của đất nước mình nó sẽ giống như cái dân tộc Tây Tạng với dân Hồi thôi. Còn Mãn Châu với gọi là Mãn Mông rồi Hồi Tạng, Mãn Mông Hồi Tạng là bốn cái dân tộc như vậy. Mà hai cái nước kia thì TV nghĩ rằng nó đi sâu vào cái văn hóa của tụi Hán quá rồi, thành ra nó không có thù nhiều. Còn hai cái nước này nó mới chiếm Tây Tạng thì từ hồi cách đây mấy chục năm thôi, hiểu không? Mình thấy ngôi sao mà lớn là mình không 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 đồng ý, mình không chịu rồi. Tại sao mình nghĩ rằng cái dân tộc Hán mình đó là tượng trưng cho ngôi sao lớn? Mình nghĩ dân tộc Hán mình đó là phải trùm hết tất cả cái dân tộc khác. Nó không có bình đẳng cái quyền con người. Đúng không? Nếu mà nó biết mà thương dân tộc khác thì mình nói cái gì? Nếu mà nó thương cái dân tộc khác đó, thì thôi, mình bây giờ mình trở thành người Hán thì mình cũng thôi cũng cũng tạm được đi. Nếu mà nó biết thương dân tộc, nó biết tất cả cái dân tộc đều sống chung với nhau thì cái đó thì còn được. Còn đằng này nó coi mình là một cái ngôi sao nhỏ thôi, là một cái sao, những cái ngôi sao nhỏ này đó là thành ra là
cung cấp rồi là tiền bạc cho nó, rồi là nó khai thác, nó trở thành mấy cái ngôi sao nhỏ này là giống như là nô lệ cho nó, để làm nô lệ cho người Hán này. Đó, cái ý nghĩa của cái lá cờ của Tàu là vậy. Ý nghĩa của là Tàu đó là bốn ngôi sao nhỏ này nè, để mà trở thành cái nô lệ cho cái ngôi sao lớn này. Chứ nó không có thương dân tộc mình. Thành ra nó sẵn sàng nó tiêu diệt người Tây Tạng, nó sẵn sàng người, tiêu diệt người Ngô Duy Nhĩ. Nó là vậy. Thành ra nó phải lên tiếng quý anh chị em ơi. Nhất là quý chị em ở trong nước đó, phải hiểu cái tội ác của Hồ Chí Minh. Đừng có cuồng hồ nữa, đừng có cuồng hồ nữa. Chúng ta có thể chúng ta đòi hỏi thôi, đòi hỏi cung cấp cái DNA của Hồ Chí Minh. Lấy cái DNA đó so với cái xác của ông ba của Hồ Chí Minh đó, là cái ông Nguyễn Sinh Sắc á. Đại khái như vậy, coi có phải là Hồ Chí Minh hay không, Nguyễn Ái Quốc hay không, chứ đâu phải mà nó cầm quyền mà nó làm được điều đó mà nó không chịu làm, nó không chịu làm mà bao giờ bây giờ nó, cái lịch sử đó người ta là ai cũng nghi vấn rằng là Hồ Chí Minh là tên gián điệp Tàu ấy. Mà hôm nay TV256 muốn chia sẻ với anh chị em đó là biết bao nhiêu trường hợp là nghi vấn là người Tàu, chứ không phải là một trường hợp không, mà rất nhiều nghi vấn. Bây giờ tôi muốn thêm một cái nghi vấn này đó, nó rất là xác đáng mà TV muốn chia sẻ với quý anh chị em đó. TV hỏi quý anh chị em đó là có biết rằng là từ năm mà lúc mà thành lập Đảng Cộng sản là năm 1930, phải không? Đến lúc mà Hồ Chí Minh mà cầm quyền á là năm 1945 mà cướp chính quyền đó, phải không? Thì từ năm đó cho đến năm 45 đó, tự nhiên là quên ngang à, tự nhiên là quên ngang, quên mất tiêu luôn à. Ô, từ đó đến năm 45 đó là ông Hồ Chí Minh đó, ông có chức vụ về. Chức vụ của ông đó, ông có chức vụ là tổng bí thư không? Từ đó cho đến năm 45 đó, ông thành lập Đảng Cộng sản, nhưng mà cho tới năm 1945, trong một cái thời gian dài như vậy đó, 15 năm. Thấy không? Từ năm 1930 đến năm 1945 là chúng ta có 15 năm. 15 năm đó chúng ta không có thấy Hồ Chí Minh giữ cái trách vụ tổng bí thư. Tại sao? Quý anh chị em trả lời dùng câu hỏi tại sao ông không giữ chức vụ tổng bí thư. Tổng bí thư chúng ta thấy nè, có Trần Phú nè, rồi Lê Hồng Phong nè. Bây giờ Lê Hồng Phong rồi ai nữa ta? Nói nhiều khi bây giờ không còn nhớ nữa. Nhưng mà đại khái nó có nhiều tổng bí thư mà chưa có Hồ Chí Minh chưa từng là tổng bí thư. Tại vì khi ông thành lập năm 1930 rồi đến 33 là ông chết rồi. Nguyễn Ái Quốc chết rồi lấy gì mà làm tổng bí thư? Đơn giản không?
Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi là làm sao mà tổng bí thư được. Thành ra đó sau sau năm 1933 là ông chết rồi. Chứ nếu mà ông còn sống á thì có thể là 34, 35, 36, 37, 38 rồi ông làm tổng bí thư phải không? Phải không? TV thấy cũng rất nhiều tổng bí thư, 4 năm tổng bí thư đó mà Hồ Chí Minh chưa từng nắm tổng bí thư. Là sau khi mà ông làm mà chủ tịch nước rồi đó, ổng làm chủ tịch nước rồi ổng mới làm cái chức vụ là kim luôn tổng bí thư. Chứ mà từ năm mà coi như là 33 cho đến 45 ổng không có giữ chức vụ gì hết. Ổng không có chức vụ gì trong Đảng Cộng sản hết. Là bằng chứng là ổng chết rồi. Quý vị em thấy không? Đó là một cái bằng chứng rất là xác thực đấy. Cái người nó chết rồi làm sao mà làm tổng bí thư được. Bữa nay đó là TV cho quý anh chị em nghe, em nghe là cái phần 2 của Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc thì coi như là xong. Tại vì phần trước là phần số 1 thì TV thiếu với anh chị em, thì bữa nay cho nghe cái phần 2 thôi. Coi như xong cái câu chuyện là Hồ Chí Minh có phải gián điệp Trung Quốc. Nếu mà quý anh chị em không có nghe được phần 1 đó, thì cứ vào YouTube đó, vào YouTube là đánh TV 256 thì sẽ ra thôi. Thì trong đó là có đánh TV 256 thì sẽ có cái cuộn băng mà Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc phần 1. Thì bây giờ là phần 2. Thì có thể là ngày mai thì TV 256 muốn cho quý anh chị em nghe về cái lịch sử cái lá cờ đỏ sao vàng đó. Hoặc là để kiếm một cái đề tài nào nó có thể nó đặc biệt hơn. Tại vì TV thấy sao mà ở trong nước người ta cuồng hồ quá. Người ta cuồng hồ không thể tưởng tượng luôn. Mà cái người đó lại đi ngược hết cái phong tục tạp quán của cả dân tộc Việt Nam. Đến ngày nay người ta cũng có cái nghị định mà TV nhớ làm là cái nghị định mà 38 đó mà thời Nguyễn Tấn Dũng mà đưa ra đó. Là bắt buộc là mọi người phải là chết là phải đem chôn, đúng không? Chết đem chôn mà tại sao Hồ Chí Minh lại không chôn? Đó là một cái câu hỏi. Tại sao Hồ Chí Minh lại đứng trên luật pháp như vậy? Thay vì mà đặt luật pháp như vậy thì bắt Hồ Chí Minh cũng phải chôn chứ, đúng không? Mà ý là ông Hồ Chí Minh ông có viết cái di chúc, ông kêu đòi hỏa táng, ông rốt cuộc đi ngược cả mà phong tục tạp quán của dân tộc mình, mà để một cái xác nằm trình đình lăng ba đình như vậy, là trung tâm của mọi ngõ ngách như vậy, rồi làm sao mà đất nước mình khá được. Đất nước mình người ta nói về phong thủy thôi là cũng đủ chết rồi. Đất nước mình không thể nào mà giàu được đâu. Nếu mà mình không có mà dân chủ hóa đất nước đó. Sự thật đó, TV đâu có sung sướng gì mà đứng lên đây để mà nói chuyện cho quý anh chị em nghe. Đâu có ai trả một đồng bạc nào cho TV 256 đâu. Rồi TV viết cả ngàn bài viết đâu có ai trả đồng bạc nào đâu. Mà mình đi mình nói là mình muốn giúp cho tuổi trẻ mình có thể là hiểu được cái sự thật lịch sử để mà đừng có bị lừa bịp nữa. Bị lừa bịp đó, rồi mình phản quốc mà mình không biết mình phản quốc. Hồ Chí Minh cũng không nói giọng Nghệ An. Giọng lơ lớ đúng rồi đó. Cảm ơn bạn Tiến Tạo mà TV cũng
đó là cũng là những cái bằng chứng đó, cho chúng ta thấy rằng là Hồ Chí Minh khẳng định đó là không phải là người Việt Nam. Đúng không? Một cái dân tộc nó, khi mà nó khác chủng tộc đó, nó có sợ nó giết hàng loạt, nó ác lắm. Đúng không? Cộng sản muốn dùng hắn là kim bài. Đúng. Nó ác lắm đó, giống như TV muốn chia sẻ cái phần một mà có thể quý anh chị em mà không nghe đó thì đó. Giống như là nước Đức đó, mà nói gì khác cái chủng tộc với Do Thái thôi mà nó có thể nó tiêu diệt hàng 2 triệu người Do Thái, nó tiêu diệt 2 triệu người Do Thái tại vì nó không đồng đồng chủng tộc. Thì Hồ Chí Minh cũng y chang như vậy, nó không đồng chủng tộc với người Việt, thành ra nó sát hại gọi là gần 200.000 người Việt trong cải cách ruộng đất, rồi nó sát hại gần 7.000 người trong Mậu Thân, rồi nó gây ra cuộc chiến Nam Bắc đó, nó gần cũng 2-3 triệu người nữa. Đúng không? Hồ Chí Minh nó ác độc như vậy đó. Thay vì đó mình đừng có đánh nhau, mình chia vị tuyến với nhau, nhưng mà mình đừng có đánh nhau, mỗi mỗi nước thành một nước, từ từ rồi mình thống nhất với nhau, mình thống nhất không tốn giọt máu nào đó, giống như Tây Đức Đông Đức đó, họ thống nhất với nhau đó, họ đâu có tốn một giọt máu nào đâu. Đúng không? Cái hai dân tộc của họ kết hợp lại nhau rồi hòa bình nữa là không tốn một giọt máu nào, phải sung sướng không? Cùng mình tốn hết biết bao nhiêu triệu người. Nếu mà không không có những người mà chết như vậy đó, thì mình xây dựng cái đất nước mình nhanh lắm. Suốt suốt ngày cái đất nước mình chiến tranh không à, chiến tranh không à, đâu có xây dựng gì được đâu. Hỏi ở trong Nam đó, là xây ra là cái gì là nó giật sập cái đó, xây ra cái gì nó giật sập cái đó. Mà vậy mà trong Nam vẫn tiến bộ hơn ngoài Bắc rất là nhiều, hiểu không? Sau này mà lúc mà năm bảy sau năm 75 đó, TV đọc mấy cái tài liệu về cái vấn đề mà xếp hàng để mà đi mua từng gói bột ngọt á, từng từng ký đường á, từng ký muối đó, lúc đó TV thấy nó kinh hoàng quá sắc trời. Không hiểu tại sao người dân miền Bắc mình nghèo như vậy, mà đến nỗi mà mình cũng không biết đó. Mình hoàn toàn mình không biết mà tại sao có người miền Bắc mà sống nghèo khổ như vậy đó. Tại vì mình sống trong miền Nam nó quá sung sướng đi, đúng không? Mình muốn mua bao nhiêu ký đường cũng được, mình muốn mua cái gì cũng được hết á. Rồi mình có thời đó mình có radio, rồi có tivi, rồi có sau này có tivi màu nữa. Rồi nhà mình nghèo thôi mà mình cũng có điện thoại, lúc đó là có điện thoại, trước 75 là có điện thoại rồi. Rồi có tủ lạnh, đúng không? Mình sống dân mình cũng giống như là các quốc gia khác thôi, thời đó thôi, đúng không? Mà đất nước mình sản xuất đủ thứ hết đấy, bất cứ cái gì mà quý vị anh chị em nghĩ đến là ở miền Nam sản xuất hết, sản xuất bằng chính cái đôi tay của mình chứ không phải là nhập cảng đâu. Từ cái cục xà bông đến cái cục pin, pin cũng có pin con ó nữa, tất cả những cái gì miền Nam sản xuất hết, bảo đảm với quý anh chị như vậy đó. Gần như là không thiếu gì đó, đúng không? Gạch bông, ngân hàng, lúc đó là có ngân hàng biết bao nhiêu, thời đó có ngân hàng biết bao nhiêu, sau này Việt Cộng nó vô nó tàn phá hết, tàn phá rồi là không còn cái gì hết, rồi nó đem ra ngoài Bắc rồi cũng tiêu tan hết, đúng không? Rồi cả cái đất nước phải lâm vào cái cảnh đói ăn bo bo, mà khốn nạn là nó không có thay đổi. Thay vì đó nó phải thay đổi cái đất nước, nó phải thay đổi luôn cả chính trị, chính vì đó là cái sai lầm đó. Nó không thay đổi chính trị thành ra con người đó nó cứ đòi hỏi hoài,
nó đòi hỏi là nhất định là phải phải có dân chủ mới mới khá được. Thì khi mà TV256 ra ở ngoài hải ngoại đó, TV vượt biên vào năm 1977 thì ra ở ngoài này là 78 đó. Khi mà ra 78 đó, mình thấy mình qua bên Mỹ đó, mình giật mình luôn á, mình không thể tưởng tượng luôn á. Mình nói trời ơi, tại sao bên Mỹ mà nó giàu có kinh hoàng vậy? Nó giàu có mà mình nó vượt qua cái sự suy nghĩ của mình mới không? Thì TV mới qua đó thì hai vợ chồng TV là làm việc hết. Vợ thì đi ở đợ cho người ta, ở đợ cho một cái ông bà mà chủ hãng đó. Còn TV thì được nhận vô trong làm hãng mới qua thôi. Mới qua đó là xách xe đạp rồi là đi làm rồi. Thì trong vòng một tháng thôi, trong vòng một tháng là TV gom lại, hai chồng gom lại được 500 mấy mua chiếc xe hơi rồi. Mua chiếc xe hơi Pontiac nó có 550 à. 550 mà 95.000 mai. Trời ơi, mua một chiếc xe hơi trong vòng có không tới một tháng nữa là đã mua chiếc xe hơi rồi. Là tại vì đó, ngày mà TV qua bên Mỹ đó, là ngày hôm sau đó là ông anh là ổng ở đây rồi. Ổng mới thảy cho cái cuốn gọi là học lái xe đó. Và tuần sau là TV thi đậu rồi. Thi bằng tiếng Anh nha. Nhưng mà nói ngay mình cũng khá tiếng Anh. Mình hồi mà mình sinh viên thời Việt Nam Cộng Hòa đó, thành ra mình cũng có tú tài hai rồi. Thành ra mình rất là mình nói thì mình không nói rành thôi, nhưng mà tiếng Anh mình rất là, khi viết thì nó có 20 câu mà mình mới có 17 câu thôi, đúng 17 câu là rớt á. Nó bắt buộc là phải 18 câu, thi đúng 18 câu nữa nó mới cho đậu. Mà rốt cuộc 17 câu cái ông biết, cái ông mà ông giám khảo đó, ông biết mình tị nạn cái ông thôi sao cho mày đậu luôn. Không sao, thế là có cái bằng lái. Mà khi mình có bằng lái rồi đó, bằng viết thôi, khi mình bằng viết rồi đó, mình mới nhờ cái người bạn Mỹ đối diện với mình đó dạy mình lái xe. Mà thì bên Mỹ này đó thì họ chỉ có cần người có bằng lái ngồi kế bên là được rồi, là mình lái xe khắp mọi nơi, miễn ngồi kế là có người ta biết lái rồi, người ta chỉ mình thôi. Thành ra đó mình bắt buộc phải đấu tranh, giống y như cái cô mà Thùy Dương đó. Thành ra TV khi mà nhớ đến cái cô Thùy Dương đó là TV nhớ đến cái chuyện mình mới qua Mỹ y chang cô Thùy Dương. Ra đây mình thấy trong vòng có một tháng mà mình có nhà lúc đó trả có 90 đô à, đúng không? Mà nhà rộng, hai vợ chồng ở, rồi mua xe mà xe đó lúc đó là đời 69, mà mình thấy cũng mới tinh à, rất là mới, hiểu không? Mà mới qua mà đã có xe hơi rồi, thì mình thử tưởng tượng coi tại sao cuộc sống của đồng bào mình khổ quá vậy. Và mình bắt buộc phải đấu tranh, mình bắt buộc phải đấu tranh, mà mình phải tiếp tục cứ đấu tranh hoài thôi, hiểu không? Mà cách của đấu tranh của mình ở thời đó, đó là mình gửi những cái information về cho đất nước, mình gửi những cái cuộc sống mà tự do nữa cho đồng bào mình biết vậy đó, mà không có áp phê gì hết. Tới bây giờ mới thấy áp phê thôi. Và mình báo cho mình biết rằng là ở bên Mỹ nó giống như là thiên đàng vậy đó. Đâu có ai mà tưởng tượng được trong vòng một tháng mà mình có chiếc xe hơi, hiểu không? Mà xăng lúc đó nó rẻ lắm á. Xăng lúc đó nó có 32 cent một ga lông thôi. Cái xăng 32 cent một ga lông.
Mà lúc đó đó mình làm việc đó là 3 đồng 12 một giờ. 3 đồng 12 một giờ mà mình thấy rất là đời sống rất là sung sướng. Và mình đi đến bất cứ nơi công quyền nào đó, họ tiếp đón mình niềm nở lắm quý anh chị em ơi. Nó không phải giống như ở trong nước mình đâu. Ở bên Mỹ này đó, họ tiếp đãi mình niềm nở, họ bắt buộc như vậy. Tại vì họ phục vụ cho dân để mà ăn cái tiền thuế của dân. Khi mà họ ăn cái tiền thuế của dân như vậy đó, thì mình sẽ thấy được là người dân đúng là làm chủ cái đất nước mình. Họ phục vụ cho mình. Bất cứ mà nơi công quyền nào đó, nó cũng nói yes sir. Thấy không? Nó kêu mình bằng ông không à. Thấy không? Rồi nó, mình gặp nó là nó mở, bắt buộc thôi, nó phải mở cái nụ cười good morning sir, đại khái là vậy. Nó lúc nào nó cũng vui vẻ với mình hết á. Tất cả nơi công quyền chứ không phải là nó đập bàn mình rồi nó giữ với mình đâu. Tại vì đó, mình trả tiền cho nó, mình chỉ cần mình chỉ mặt nó mày nói chuyện với tao, tao trả tiền cho mày đó, mà mày nói chuyện với tao như vậy đó, là không được. Nó sẵn sàng nó nói như vậy đó. Mà nếu mà không nghe đó, không nghe thì cái người dân có biện pháp hay lắm. Người dân đó gọi cho báo chí nè, gọi cho báo chí nói ở đây có một cái thằng đó nó ăn hiếp dân như vậy. Báo chí nó làm liền thôi. Ai mà ăn hiếp dân đó, nó mình có thể mình gọi cho dân biểu của mình. Nó gọi là dân biểu là đúng ý nghĩa là dân biểu đó. Bất cứ cái gì mà người dân mà thấy mà không thích á, thì cứ kiếm mấy cái người báo chí hoặc là dân biểu của mình, cứ nhờ dân biểu của mình là nó lo cho mình hết á. Giống như mà mình muốn bảo trợ cái người thân á, đa số là nhờ dân biểu dễ dàng. Dân biểu là nó chỉ nói một tiếng là gia đình mình qua được bên Mỹ, nó hay lắm. Mà cái người dân đó thật sự là làm chủ đất nước. Mấy cái người đó là coi như là làm nô bộc cho dân, nô bộc thật sự giống như cảnh sát cũng vậy. Bởi vì bên Mỹ này đó mà, khi mà mình đừng có làm tội ác gì đó thì mình gặp cảnh sát là mình mừng ghê đó. Mình coi như là mình được cứu rồi. Mình được cứu thoát, nếu mà mình bị lâm nạn cái gì đó là mình được cứu thoát. Người cảnh sát người ta phục vụ dân như vậy. Đến nỗi mà bánh xe của mình xì đó, bánh xe mình mà bây giờ sẹp giữa đường vậy đó, kéo vô lề vậy đó, mà mình cần cảnh sát nó cũng thay cho mình luôn đó. Bà xã TV 256 là nói gì đó. Hôm đó mà bị cái xe mà nó bể bánh giữa đường đó, rồi có ông cảnh sát Mỹ đen đó, ổng làm hì hục, bả đâu biết thay cái bánh xe đó, ổng làm cho bà xã luôn, không có tốn đồng nào hết đó. Người cảnh sát họ bắt buộc họ phải làm cho những cái khi mà có tai nạn đó, thì họ phải lo hết cho người dân. Nó là sự thật đó. Trong cái cuộc sống ở đây đó, chưa khi nào mà mình thấy mà cảnh sát mà gõ nhà cửa nhà người dân đó. Trong suốt 38, 39 năm nay chưa có khi nào người cảnh sát lại gõ nhà người dân để mà làm phiền. Và mình muốn đi bất cứ nơi nào, mình bất cứ đi tiểu bang nào sống cũng được, mình muốn dọn lúc nào cũng được, chẳng cần gọi là xin phép ai hết đó. Hoàn toàn không xin phép ai á. Buồn mình cứ đi chơi, đi dọn đi chỗ khác ở, không cần xin phép ai á. Và nếu mà mình có con cái á, thì mình đến chỗ khác mình cũng xin vô trường y chang vậy, không có ai mà trách hỏi gì đó. Không có cái vụ mà hộ khẩu đâu. Cái hộ khẩu đó là nó vi phạm vào những cái điều luật của Liên Hợp Quốc á. Lấy cái hộ khẩu để mà trấn áp người dân đó, thì mình thấy đó là những điều mà sai trái đó. Không thể nào mà giờ này mà dùng hộ khẩu
Rồi giờ này mà dùng những cái loa đó, loa phường đó, trời đất ơi, người ta đã người ta đã bỏ từ đâu có ai mà dùng cái loa, mà tại vì nó vi phạm cái quyền làm người của mình, cái quyền mình đó, mình được ngủ nghê thoải mái, chứ mình không có phải mà bắt buộc những cái âm thanh đó nó vào lỗ tai mình là nó vi phạm quyền của mình rồi, đúng không? Những cái loa đó là cần phải dẹp bỏ, hộ khẩu cũng phải dẹp bỏ luôn quý anh chị em. Những cái đó nó vi phạm quyền con người lắm. Thành ra khi mà đất nước chúng ta đó mà thực sự mà người dân làm chủ đó thì chúng ta giàu nhanh lắm, nó giàu nhanh ghê lắm. Mình cảm khi mình ra ngoài hải ngoại này đó, mình thấy được đó, đất nước giàu là nhờ cái người dân làm chủ. Người dân làm chủ đất nước đó, thì những người đó mà nằm ở trong chính quyền đó, những người làm trong chính phủ là những người nô bộc của dân, thấy không? Khi mà nô bộc của dân đó thì người đó bắt buộc phải làm hết mình, tại vì tôi trả tiền anh mà, tôi trả tiền anh mà anh không làm đúng công chuyện thì tôi đuổi anh, tôi đuổi anh bằng cái lá phiếu, tôi không bầu anh nữa. Thì tôi không bầu anh nữa thì anh mất chức rồi, anh đâu có kiếm tiền được, phải không? Nhưng mà nói đó cái thời mà mình biết đó, những người đó mà họ phải làm giàu cho cá nhân của họ rồi đó họ mới lên làm tổng thống, là họ chứng tỏ được cái khả năng của họ để mà điều hành được cái công ty của họ, để làm giàu cho cá nhân của họ rồi họ mới ứng cử tổng thống, phải không? Còn ở nước Việt Nam mình làm sao? Thấy không? Nguyễn Tấn Dũng 12 tuổi đã tham gia vào đội thiếu nhi rồi làm liên lạc giao liên rồi. Nguyễn Tấn Dũng đó. Rồi từ từ bò lên làm binh nhì rồi binh nhất rồi trung sĩ rồi y tá rồi từ từ lên thủ tướng làm giàu. Thấy không? Bây giờ Nguyễn Tấn Dũng giàu ghê lắm. Nhưng mà cái người đó lại không có đủ khả năng để mà điều khiển cái đất nước. Còn người ta đó, người ta đã giàu rồi, người ta mới điều khiển cái đất nước được. Thành ra ở bên đây là đa số là nó bầu người dân bầu cho luật sư không à. Luật sư là cái người mà biết luật nhiều. Thành ra người dân là thích bầu cho luật sư lắm. 45 tổng thống với tôi biết là trên 20 luật sư đấy, là những cái thành phần mà giỏi trong xã hội đấy, luật sư bác sĩ là những phần phần rất là giỏi trong xã hội. Còn đất nước mình làm sao? Đất nước mình nó tất cả những cái luật sư tài giỏi đó, luật sư Lê Quang Định, Lê Công Định, hoặc là luật sư Lê Thị Công Nhân, tất cả những luật sư tài giỏi họ bỏ trong tù á. Thử hỏi làm sao mà cái đất nước mình khá được? Cái đất nước mình không thể nào khá được, tất cả những tài giỏi là cứ bỏ trong tù không, giống như kỹ sư mà Trần Quỳnh Duy Thức ấy, họ đâu có tù gì đâu, họ đâu có tội gì đâu, họ chỉ vì tấm lòng yêu cái quê hương đất nước mình thôi mà họ bị 17 năm tù. Chúng ta có thể chấp nhận được hay không? Rồi chúng ta có nghĩ rằng mình cần phải đấu tranh hay không? Phải đấu tranh chứ, mình đâu có chấp nhận cái đất nước mình mà nghèo nghèo mãi như vậy. Không thể nào chấp nhận cái đất nước mình như vậy đâu quý anh chị em. Phải đấu tranh thôi và tiếp tục đấu tranh thôi. Nói sao mà tại sao mà không biểu tình? Tất cả các quốc gia khác người ta biểu tình là một cái quyền rất là bình thường thôi, đâu có phải là
mình lấy cái vai trò là công an cảnh sát rồi mình muốn đánh dân là đánh dân, mà trong khi người ta rất là ôn hòa. TV256 chưa thấy người biểu tình nào mà có cái hành vi mà bạo động. Bao nhiêu cuộc biểu tình TV chứng kiến là người dân rất là hiền hòa mà cứ tiếp tục bị đánh, và họ cứ chấp nhận bị đánh thôi. Họ cứ chấp nhận bị đánh và họ cứ tiếp tục biểu tình thôi. Mà mình phải hiểu cái biểu tình đó là người dân người ta muốn lên tiếng, người ta muốn là người chính phủ, thủ tướng hay là chủ tịch nước lắng nghe người ý của người dân như thế nào thôi. Thì người ta nói là muốn Formosa là không muốn thấy cái nhà máy mà Formosa ở trên cái đất nước mình nữa. Rồi cứ tiếp tục xả thải như vậy thì sẽ làm biển chết, rồi sẽ làm nó ảnh hưởng dây chuyền đến biết bao nhiêu người thất nghiệp, rồi độc tố nó xảy ra nữa. Tại nó không người tài giỏi lên phục vụ, chúng chỉ đưa những tên kẻ ngu cầm quyền đè đầu. Quá đúng luôn đó, quá đúng luôn bạn Nguyễn Trãi nha. Phú Trần nè, phải cho mấy thằng học lớp 3 trường làng làm quan mới mới dễ bảo. Đó là cái sự thật của cái đất nước mình đau lòng, mà quý chị anh chị em phải phải thay đổi, ở trong nước là phải thay đổi. TV256 mà sống ở ngoài này chứ không phải ở trong nước. Mình TV sống ở ngoài này thì mình phải làm sao bây giờ? Ngoài ra cái tiếng nói thôi. Đúng không? Nhưng mà nếu mà có dịp nghe, nếu mà có dịp với TV vẫn thì vẫn sẵn sàng là tham gia đấu tranh cùng đồng bào trong nước. Nhiều khi thấy mặt mình ở trong đó mình cũng biểu tình giống như quý anh chị em thôi. Đúng không? Mình sẵn sàng mình chấp nhận hết á, mình không có sợ gì đâu, hoàn toàn không có sợ gì hết. Quý anh chị em nào còn muốn thắc mắc gì nữa không? Hello, có muốn đặt câu hỏi gì với TV256 không? Thấy thấy mà đồng bào mình biểu tình thấy tội nghiệp ghê vậy đó. Mà tại sao cái nhà cầm quyền đó đó nó không có chịu thay đổi như thế nào đó? Tại sao nó cứ tiếp tục mà nó hành xử như vậy đối với người dân á? Người dân đâu có làm gì nó đâu. Người dân người ta biểu tình là một cái quyền được ghi trong hiến pháp mà. Được ghi trong hiến pháp mà tại sao lại ngăn cản người ta rồi đánh đập người ta như vậy? Ở ngoài này đó người ta thấy đó nó giống như là nó làm trò cười ấy, thô bỉ lắm. Bố ơi, hãy xem cơ ngơi của Nông Đức Mạnh. Trời ơi, Nông Đức Mạnh á. Nông Đức Mạnh cái nó giàu quá sắc trời đi, một cái người tổng bí thư rồi bây giờ nó giàu quá sắc trời đi. Bây giờ nó phải đem đánh rồi là tư sản mài bản gì đó, giống như thời miền Nam nó đánh đó. Lấy mấy thằng nhà giàu ra đánh hết. Khi xưa đó chỉ cần giàu một tí xíu thôi là nó đã đục rồi. Ở đây đó TV nhắc lại quý anh chị em đó, thấy cái đồng bào mà ở miền Nam đó khổ lắm đó. Khi mà tụi nó cưỡng chiếm miền Nam đó, sau sau năm 1975 đó đồng bào khổ ghê lắm đó.
đủ thứ những cái chính sách rồi là dã man lắm, đúng không? Chính sách thủy lợi nè, dạ chào Ngọc Kiên Lương nè. Chính sách thủy lợi nè, rồi chính sách thanh niên xung phong, rồi chính sách đánh tư sản mại bản, rồi tù cải tạo nè, rồi kinh tế mới nè. Ôi, biết bao nhiêu những cái chính sách mà người miền Nam phải tuân thủ theo đó. Thành ra người ta sợ quá, người ta chạy vượt biên hết. Người ta chỉ biết rằng là nó ác quá, mình phản kháng không lợi. Mình phản kháng không lợi, thành ra người ta nghĩ người ta vượt biên và người ta phục quốc. Ở trong nước phục quốc có bộ khó, thành ra người ta nghĩ là ra ngoài người ta phục quốc. Thì giống như Hồ Chí Minh đấy, giống như Nguyễn Tất Thành đấy. Không phải Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành là tên gián điệp rồi. Nếu mà Nguyễn Tất Thành mà đi đi ra để tìm đường đi để mà cứu quốc thì người Việt tị nạn cũng vậy. Ai lại không muốn cứu cái đất nước mình? Khi mình ra ngoài đó mình thấy sống sung sướng quá, mà đồng bào mình khổ quá, mà thiếu miếng ăn. Mình nhớ mà trước khi mình ra đi mình phải ăn khoai, mà ăn khoai rồi ăn bo bo. Thì bây giờ mình sống sung sướng thì mình muốn chia sẻ với đồng bào thôi. Rồi mình muốn là giải phóng cái đất nước mình. Bởi vì mới thành lập ra mặt trận Hoàng Cơ Minh. Đó. Rồi biết bao nhiêu người tham dự vào, là đó là cái lòng yêu nước của đồng bào mình. Chứ đừng có nói là băng đảng là nó không đúng. Do cái lòng yêu nước mới tạo dựng được cái mặt trận như vậy. Lúc đó là đập vào yêu nước thôi, ai cũng vậy thôi. Ủa, cái hình của anh Lưu Kiên Ngọc gì đó sao mà cái mặt bị máu me hết trơn vậy? Thôi để lần bây giờ tôi thấy cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Để dành sức cho ngày mai nha. Ngày mai, ngày mốt đó, rồi TV sẽ chia sẻ thêm nhiều cái đề tài khác nữa nha. Thôi mến chào quý anh chị em ha. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe nha.